Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 18 tháng 4 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 25. Ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng thành phố thông minh. Ngành xây dựng Quảng Bình đồng hành cùng quê hương đổi mới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 18 tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 25 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Do đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương làm trưởng đoàn. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Qua 5 năm thực hiện nghị quyết số 25, công tác dân vận của hệ thống chính trị đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về vai trò vị trí tầm quan trọng và trách nhiệm công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị được nâng lên rõ rệt. Tổ chức bộ máy của hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở được củng cố kiện toàn. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo trong công tác dân vận. Hướng về cơ sở, tập trung chỉ đạo việc nắm bắt và giải quyết kịp thời có hiệu quả những kiến nghị chính đáng của nhân dân, gắn kết công tác dân vận với công tác xây dựng đảng, chính quyền. Công tác dân vận của các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước có sự chuyển biến mạnh, gắn việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận với việc chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác theo chức năng nhiệm vụ. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, đề cao trách nhiệm, đổi mới phong cách thái độ của cán bộ công chức trong thực thi công vụ và quan hệ với nhân dân. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang thực sự đã phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ quyền biên giới, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở, tập trung kiện toàn tổ chức, xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả, gắn cả phong trào thi đua cuộc vận động với phong trào xây dựng nông thôn mới, tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân, thực hiện giám sát phản biện xã hội và tích cực tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Những kết quả đạt được trong công tác dân vận đã góp phần phát huy dân chủ, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2010 đến năm 2015, toàn tỉnh đã xây dựng được trên 3.000 điển hình tập thể cá nhân dân vận khéo trên cả lĩnh vực. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh xây dựng được trên 2.250 mô hình điển hình tập thể cá nhân dân vận khéo. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 25. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nhấn mạnh thêm một số kết quả đã đạt được của tỉnh qua 5 năm thực hiện nghị quyết số 25 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban dân vận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả mà Quảng Bình đã đạt được trong việc thực hiện nghị quyết số 25. Đồng thời lưu ý một số vấn đề mà Quảng Bình cần tiếp tục quan tâm để thực hiện tốt hơn nghị quyết số 25 và cả chỉ thị nghị quyết liên quan, nhằm tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Hôm nay ngày 18 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi làm việc với Viettel Quảng Bình để nghe báo cáo đề án ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng thành phố thông minh. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo Tổng công ty Viễn thông Viettel và Viettel Quảng Bình. Tại buổi làm việc, Viettel Quảng Bình đã báo cáo đề xuất 5 giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho quản lý và điều hành trong các lĩnh vực trọng điểm bao gồm du lịch, y tế, giao thông, giáo dục, quản lý điều hành thông minh. Với giải pháp du lịch thông minh sẽ có các sản phẩm, tin nhắn quảng bá theo vị trí, bản đồ 3D thực tế ảo, website quảng bá điểm du lịch. Giải pháp y tế thông minh bao gồm hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân, phần mềm y tế cơ sở, phần mềm quản lý bệnh viện, giải pháp quản lý điều hành thông tin gồm quản lý văn bản điện tử, hệ thống hội nghị trực tuyến, giải pháp quản lý trung tâm điều hành. Giải pháp giao thông thông minh bao gồm xây dựng hệ thống camera giám sát, quản lý lưu lượng, hỗ trợ xử lý vi phạm.
giải pháp giáo dục thông minh gồm có các sản phẩm về hệ thống cổng thông tin, phòng trực tuyến, phần mềm tuyển sinh, hệ thống khảo thí, hệ thống mạng xã hội học tập trực tuyến. Các đại biểu đã đánh giá cao các sản phẩm công nghệ thông tin của tập đoàn Viettel và đề xuất về phía Viettel cần xây dựng thêm các sản phẩm ứng dụng mới đáp ứng nhu cầu của lĩnh vực đơn vị mình. Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đánh giá cao sự nỗ lực của Viettel Quảng Bình trong thời gian qua đã giúp tỉnh trong lĩnh vực viễn thông công nghệ thông tin. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Thông tin Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở ban ngành ra soát lại các đề xuất, chọn một số giải pháp để triển khai. Đồng chí cũng đề nghị tập đoàn Viettel có sự hỗ trợ giúp đỡ Quảng Bình trong việc thực hiện triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc quản lý điều hành trên các lĩnh vực trọng điểm của các sở ban ngành. Sáng nay ngày 18 tháng 4, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra dự án cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình tại bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Dự án cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình có tổng công suất lắp đặt là 750,5 kWh với 1.233 hộ gia đình và 78 đơn vị dịch vụ công được hưởng lợi, tổng mức đầu tư hơn 13,3 triệu USD. Dự án nhằm cung cấp điện cho các bản thuộc những xã mà điện lưới quốc gia không đến được ở huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch và huyện Minh Hóa. Xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh có 8 bản được thụ hưởng dự án lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời với 161 hộ dân và 15 đơn vị dịch vụ công. Tổng công suất lắp đặt trên 102 kW. Hiện nay, Trường Sơn đã hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt thiết bị và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng tất cả các điểm cấp điện. Ban quản lý dự án cũng đã hoàn thành công tác tập huấn an toàn, kỹ thuật vận hành, bảo trì hệ thống điện năng lượng mặt trời cho tổ quản lý vận hành. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện dự án tại bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận nỗ lực cố gắng của đơn vị nhà thầu trong việc thúc đẩy tiến độ công việc và đã có biện pháp kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc. Để dự án hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, đồng chí yêu cầu ban quản lý dự án phối hợp với nhà thầu KT Corporation và chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành nghiệm thu dự án trước ngày 30 tháng 4, đồng thời khẩn trương hoàn tất các thủ tục hồ sơ pháp lý để nghiệm thu, thanh quyết toán và khắc phục những tồn tại về vấn đề kỹ thuật nhằm đảm bảo tính ổn định hiệu quả của hệ thống điện khi đưa vào sử dụng, tiếp tục tổ chức tập huấn nội quy quản lý, hướng dẫn sử dụng hệ thống điện an toàn hiệu quả cho các tổ quản lý vận hành tại các xã và người dân địa phương. Sáng nay ngày 18 tháng 4, Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh đã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tình hình hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh chủ trì hội nghị. Hiện nay, Quảng Bình có 798 tổ hợp tác, thu hút hơn 12.000 thành viên, hoạt động trên cả lĩnh vực gồm chăn nuôi, trồng trọt, khai thác trên biển, kinh doanh dịch vụ, nuôi trồng chế biến thủy sản, dịch vụ nông nghiệp, tưới tiêu thủy lợi. Các tổ hợp tác đã giúp nhau vay vốn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Toàn tỉnh hiện có 274 hợp tác xã, thu hút hơn 120.000 thành viên và 3.200 lao động trực tiếp với tổng nguồn vốn trên 3.400 tỷ đồng, hoạt động trên cả lĩnh vực gồm nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ điện, xây dựng, giao thông vận tải, thương mại dịch vụ, môi trường tín dụng. Các hợp tác xã đã mở rộng liên kết sản xuất gắn với các cơ sở chế biến bảo quản, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác quy hoạch, tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới các tổ hợp tác xã cần thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong việc đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Các hợp tác xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác chuyển đổi theo luật hợp tác xã năm 2012. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, ra soát, củng cố và giải thể những hợp tác xã hoạt động hình thức, kém hiệu quả, thực hiện tổ công tác quy hoạch, lựa chọn và bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã. Chiều nay ngày 18 tháng 4, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh về tiến độ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo kế hoạch năm 2018, Quảng Bình phấn đấu có thêm 11 xã về đích chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó có xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh. Đến nay xã đã đạt 16 trên 19 tiêu chí. Còn 3 tiêu chí chưa đạt đó là tiêu chí về giao thông thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, địa phương đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Gia Ninh cũng đã trình bày những khó khăn trong việc triển khai các tiêu chí chưa đạt, đặc biệt là nguồn lực huy động để triển khai các công trình hạ tầng. Hiện tại xã vẫn chưa có nhà văn hóa xã.
Về thủy lợi, gần 20 km giao thông nội đồng vẫn chưa được cứng hóa, một số tuyến canh mương trên địa bàn sử dụng nhiều năm bị bồi lắng, chưa đảm bảo phục vụ sản xuất. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Minh Ngân đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời có trách nhiệm của lãnh đạo xã Gia Ninh trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị địa phương cần tập trung vào mục tiêu trước mắt, đó là hoàn thành 3 tiêu chí còn lại để về đích trong năm 2018. Trong đó phải huy động tốt nguồn lực từ trong dân trên tinh thần tự nguyện, phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng nông thôn mới. Để đảm bảo tính bền vững của chương trình này, cần củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, chú trọng nâng cao thu nhập cho người dân thông qua phát triển sản xuất dịch vụ, đặc biệt là tạo chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Đồng chí cũng yêu cầu các sở ban ngành trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình để nắm tình hình triển khai các tiêu chí của từng địa phương, qua đó kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn ngay từ ban đầu, đảm bảo các xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra. Sáng nay ngày 18 tháng 4, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ 18, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Theo đó, công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ 18, nhiệm kỳ 2018-2023, đến nay đã được Liên đoàn Lao động tỉnh cơ bản hoàn thành. Với chủ đề tăng cường xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 18 sẽ được diễn ra từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 5 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh với 245 đại biểu chính thức đại diện cho công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh. Điểm mới trong nội dung đại hội lần này là phiên đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với người lao động dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan sẽ trực tiếp trả lời những kiến nghị đề xuất của đoàn viên công nhân viên chức người lao động về các vấn đề đời sống việc làm, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ 18, nhiệm kỳ 2018-2023. Cũng tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác phối hợp tuyên truyền nhằm làm nổi bật kết quả hoạt động công đoàn trước, trong và sau Đại hội Công đoàn lần thứ 18. Sáng nay, Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới đã tổ chức kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4 và tiếp nhận quà hỗ trợ từ các đơn vị doanh nghiệp. Những năm qua, Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới đã khắc phục mọi khó khăn, nâng cao ý thức trách nhiệm và tình yêu thương, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng trung tâm là mái trường nhân ái, bảo đảm quyền được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục học sinh trên địa bàn và các huyện lân cận. Hiện nay, trung tâm có 95 học sinh đang theo học với 13 lớp học văn hóa và phục hồi chức năng. Nhân kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới, Phòng Giáo dục đào tạo và Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh đã tặng quà cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới. Nhân dịp này, công ty Sổ số kiến thiết Quảng Bình cũng đã trao tặng số tiền 30 triệu đồng. Hội Phụ nữ An ninh Nhân dân 1 và Chi đoàn Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh trao 10 xuất quà, một xuất quà trị giá 200.000 đồng. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Bình trao 20 xuất quà với số tiền 4 triệu đồng cho các em học sinh đang theo học tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới. Ngày 18 tháng 4, Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật huyện Lệ Thủy đã tổ chức kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam. Tại buổi lễ kỷ niệm, các cơ quan đoàn thể, tổ chức doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện Trái tim hồng, các cá nhân hảo tâm trong và ngoài huyện đã trao nhiều phần quà ý nghĩa bao gồm xe lăn, áo quần, bánh kẹo, suất học bổng cho các em tại Trung tâm trẻ khuyết tật huyện Lệ Thủy. Ngoài ra, các em cũng đã được thưởng thức và biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký nghị định thành lập Bộ Giao thông Công trình, bao gồm tiết kiệm thiết đô thị và kiến trúc. Đây là tổ chức tiền thân của ngành xây dựng Việt Nam. Ngày 29 tháng 4 năm 1958, Quốc hội quyết định thành lập Bộ Kiến trúc. Từ đó, ngành kiến trúc Việt Nam, nay là ngành xây dựng, đã lấy ngày 29 tháng 4 hàng năm làm ngày truyền thống của ngành. Phát huy mọi nguồn lực của Trung ương và của tỉnh, sau gần 30 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, kết quả hoạt động của ngành xây dựng Quảng Bình đã góp phần xóa dần hình ảnh một tỉnh nghèo, kể cầu hạ tầng yếu kém, đang từng bước vươn lên, trở thành một Quảng Bình giàu đẹp, có thành phố Đồng Hới sầm uất, xinh đẹp, khang trang, xứng danh tên gọi thành phố hoa hồng. Và hàng vạn công trình xây dựng đã làm thay đổi hẳn diện mạo của quê hương.
Để có được những thành công đó, ngành đã tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ về quy hoạch xây dựng và kiến trúc, đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, khu công nghiệp, kết cấu hạ tầng giao thông, thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng. Về quy hoạch kiến trúc, ngành đã tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên bố trí vốn để lập các quy hoạch trọng điểm, quan trọng, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quy hoạch đi trước một bước và có tầm nhìn dài hạn. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng toàn tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng Nam Hà Tĩnh, Bắc Quảng Bình, quy hoạch chung xây dựng cho tất cả các đô thị trong tỉnh, 5 đô thị loại 5 và Huyền Lỳ, huyện Quảng Trạch, 3 đô thị loại 4 và 1 đô thị loại 2. Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Hòn La, khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo và 6 khu công nghiệp khác trên địa bàn, cùng các quy hoạch trọng điểm khác như quy hoạch xây dựng vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, quy hoạch quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công tác quản lý kiến trúc quy hoạch được thực hiện nghiêm túc, nhờ đó bộ mặt kiến trúc của các đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Nhiều công trình có quy mô tầm cỡ, kiến trúc đẹp được xây dựng như Vincom, Mường Thanh, nhà văn hóa trung tâm, cầu Nhật Lệ 2, khu Sun Spa Resort. Chúng tôi đánh giá rằng là cái lớn nhất đó là công tác quy hoạch, là tỉnh Quảng Bình luôn là một trong những tỉnh đi đầu trong toàn quốc để mà phục vụ cho cái quá trình đô thị hóa. Rồi là những công trình mà chúng ta xây dựng hiện nay ấy, thì phải đúng theo quy hoạch đó và đồng thời nó phục vụ cho cái việc là đưa thành phố Đồng Hới thì trở thành một cái nơi mà đáng sống như quy hoạch của thành phố Đồng Hới. Rồi chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của ngành xây dựng, đánh giá rất cao sự đóng góp của cán bộ, của anh em mà trong ngành xây dựng của mình. Hiện nay, ngành xây dựng Quảng Bình đã có một đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân xây dựng đông đảo, lành nghề với gần 30.000 người lao động, 1.000 kỹ sư, kiến trúc sư. Riêng ở Sở Xây dựng và cả đơn vị trực thuộc có 30 thạc sĩ, 1 tiến sĩ, tăng gấp hàng trăm lần so với những năm đầu chia tỉnh. Lực lượng của ngành đã đủ sức thiết kế, thẩm định thi công, kiểm định chất lượng các công trình có quy mô lớn. Bên cạnh các đô thị đã được công nhận như Đồng Hới là công nhận đô thị loại 2, rồi Ba Đôn là thị xã và đô thị loại 4, Hòn Lạo, Kiến Giang đô thị loại 4, thì phấn đấu là đưa Hòn Lạo rồi Kiến Giang thành thị xã và thành lập các đô thị mới như là đô thị Phong Nha, đô thị Vĩnh Mười. Thì về vật liệu xây dựng thì phấn đấu là hoàn thành xóa bỏ các cái lò nung thủ công và đưa 70% vật liệu không nung vào trong xây dựng. Đó là một số cái định hướng chính của ngành trong cái thời gian tới mà sẽ tham mưu cho tỉnh. Bám sát chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020, công tác quản lý ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, ngày càng minh bạch hiệu quả. Ngành đã cải tiến lề lối làm việc, tổ chức tốt việc giao dịch theo cơ chế một cửa và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2008. Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là tin học vào hoạt động quản lý nhà nước. Từ năm 2011 đến nay, Sở đã tham mưu ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 33 bộ thủ tục hành chính ở cả cấp tỉnh, huyện, xã đúng theo quy định. Sở Xây dựng đã tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tất cả 45 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa qua một đầu mối. Đi qua chặng đường gần 60 năm với nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, nhưng với truyền thống đoàn kết nhất trí, tự lực tự cường, ngành xây dựng Quảng Bình đã góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh bền vững. Với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 6,5%, ngang mức bình quân chung của cả nước, tỷ lệ công nghiệp xây dựng trong cơ cấu kinh tế ngày càng tăng, đạt 27%, tỷ lệ đô thị hóa trên toàn tỉnh đạt gần 30%, tạo nên một diện mạo mới cho quê hương Quảng Bình. Và trong tương lai, Quảng Bình sẽ trở thành một trung tâm du lịch lớn của cả nước cũng như là của Đông Nam Á. Do vậy đòi hỏi cái tầm nhìn chiến lược về mặt quy hoạch thì ngành xây dựng Quảng Bình cũng phải tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân với những thành tích xuất sắc trong những năm vừa qua, ngành xây dựng Quảng Bình đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của nhà nước với 1 huân chương lao động hạng nhất, 2 huân chương lao động hạng nhì, nhiều tập thể cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc. Hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành được Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen.
Những thành quả đáng ghi nhận đó là hành trang để cán bộ công chức viên chức và người lao động ngành xây dựng vững tin bước vào chặng đường mới, góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình giàu đẹp, hiện đại, văn minh. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Bắt đối tượng vận chuyển gần 3 kg ma túy đá. Nông dân Quảng Ninh đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất. Tối qua ngày 17 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các lực lượng chức năng đã phá thành công vụ án bắt đối tượng đang vận chuyển gần 3 kg ma túy dạng đá trên đường vào Nam để tiêu thụ. Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4, tại km số 706 trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Hương Thủy, huyện Lệ Thủy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Dung, sinh năm 1986, trú tại xã Khánh Thanh, huyện Yên Thanh, tỉnh Nghệ An, có biểu hiện nghi vận chuyển ma túy. Tiến hành kiểm tra hành lý của Phạm Thị Dung, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 3 túi ni lông màu vàng có chứa chất tinh thể màu trắng. Số tinh thể này được ngụy trang tinh vi trong 3 túi tre rất khó phát hiện. Qua đấu tranh bước đầu, Phạm Thị Dung khai nhận số chất tinh thể màu trắng trên đều là ma túy đá với trọng lượng trên 2,7 kg. Số ma túy này đã được Dung vận chuyển từ Nghệ An dự định đưa vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ thì bị bắt quả tang. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản, thu giữ các vật chứng liên quan và tiếp tục điều tra. Sáng nay ngày 18 tháng 4 tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Ninh tổ chức chương trình truyền hình thực tế tiếp sức cho người nghèo vùng thiên tai. Chương trình truyền hình thực tế tiếp sức cho người nghèo vùng thiên tai được tổ chức từ tháng 9 năm 2017 nhằm hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo thông qua việc trao tặng bò tại 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đây là lần thứ tư chương trình được tổ chức với sự tham gia của 30 hộ nghèo tại địa bàn huyện Quảng Ninh. Mỗi hộ được hỗ trợ một con bò cải sinh sản trị giá 15 triệu đồng. Ngoài việc hỗ trợ 30 con bò cải sinh sản cho các hộ nghèo vùng thiên tai, tại chương trình Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Quảng Bình, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Quảng Bình và các tổ chức cá nhân hảo tâm đã trao những phần quà cho một số hộ dân tham gia chương trình. Trong năm 2018, chương trình truyền hình thực tế tiếp sức cho người nghèo vùng thiên tai sẽ tiếp tục được tổ chức tại địa bàn thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa. Qua 9 năm triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng tại Quảng Bình, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 Binh đoàn 15 đã trồng được trên 1.000 hectare cao su. Để thực hiện dự án trồng cao su trên vùng đồi miền đất Lệ Thủy, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 đã tuyển dụng 245 lao động, trong đó có 75 người dân tộc Vân Kiều. Hiện tại, mỗi lao động được giao khoán từ 3,5 đến 4 hectare cao su với mức lương bình quân khoảng 5,4 triệu đồng một người một tháng. Nhờ đẩy mạnh chăm sóc cây cao su nên hiện nay vườn cây cao su của đơn vị sinh trưởng và phát triển tốt. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 dự kiến quý 3 năm 2018 sẽ đưa vào khai thác một số diện tích cao su. Tại huyện Bố Trạch, thời gian qua nhiều hộ dân trên địa bàn đã đầu tư phát triển các mô hình kinh tế mới. Trong đó, mô hình nuôi chim bồ câu của ông Trương Quang Thắng ở thôn Nam Hồng, xã Nhân Trạch là một điển hình. Do điều kiện đất sản xuất ít nên ông Trương Quang Thắng quyết định chọn chim bồ câu làm hướng phát triển kinh tế. Ưu điểm của nuôi chim bồ câu là vốn đầu tư ít, nguồn thức ăn dễ kiếm, ít dịch bệnh.
khả năng sinh sản nhanh. Hiện nay, gia đình ông duy trì gần 400 cặp chim bồ câu, mỗi năm xuất bản ra thị trường từ 3.000 đến 3.500 cặp bồ câu non và bồ câu sống, thu lãi trên 150 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nông dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh luôn nỗ lực thi đua lao động sản xuất, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Huyện Quảng Ninh hiện có 15 hộ nông dân cơ sở với 131 chi hội và 204 tổ hội. Nhiệm kỳ 2013-2018, toàn huyện đã kết nạp được trên 4.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên gần 18.600 người. Trước hết là chúng tôi nghĩ rằng là xuất phát từ cái công tác xây dựng tổ chức và công tác cán bộ. Nếu mà có cái đội ngũ cán bộ năng động, nhiệt tình, tâm huyết với công việc và xây dựng tổ chức hội chặt chẽ thì chắc chắn rằng là đó là cái động lực để cho hội vươn lên và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ theo cái chức năng của mình. Ngoài cái việc tuyên truyền vận động bà con thực hiện các cái mục tiêu nhiệm vụ đó rồi thì cán bộ hội các cấp thì phải thường xuyên sâu sát giúp đỡ bà con để tháo gỡ khó khăn, chia sẻ những khó khăn cho bà con, rồi nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng để đề xuất với các ủy đảng chính quyền, các cái ban ngành liên quan để giải quyết thỏa đáng, để giúp bà con là vượt qua khó khăn và thúc đẩy phát triển sản xuất thì từ đó sẽ gắn bó hơn với tổ chức hội. Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, nhiều hội viên nông dân Quảng Ninh đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển mô hình cây lương thực ngắn ngày hoặc trang trại tổng hợp. Nông dân Quảng Ninh chuyển đổi gần 300 hectare đất lúa kém hiệu quả sang trồng ngô lai, dưa hấu, đậu xanh, tăng thu nhập gấp 3 đến 4 lần so với trồng lúa. Đến nay toàn huyện có 380 hectare cho thu nhập trên 100 triệu đồng một năm. Đặc biệt năm 2017, hai sản phẩm nông nghiệp của huyện nhà là khoai gieo Hải Ninh và tinh bột sắn Long Giang Thịnh đã được tôn vinh là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc. Xã đầu tiên thì 10 người, nên hiện nay là tham gia vào là khoảng 35 người. Mấy bữa là chị em kia có việc làm là nhan nhội, như bữa nay là thì nhìn nó thì ở đâu họ cũng làm khóa hệ sắt, có hợp tác xã là họ phát triển là làm chủ mô họ cũng làm, thế nào họ thấy thế là họ ái họ đều họ cũng làm thì họ thích lắm, họ chứ ở đấy họ cũng muốn vào hợp tác xã, họ muốn thành lập thêm hợp tác xã nữa để họ làm. Những năm qua, nhiều hội viên nông dân huyện Quảng Ninh đã tự nguyện hiến đất, hiến tài sản, công sức để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đến cuối năm 2017, tổng mức đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện ước tính trên 753 tỷ đồng, trong đó nông dân đóng góp gần 300 tỷ đồng. Đến nay toàn huyện có 7 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Thì nói chung thì cái công trình của nhà nước và dân cũng làm là nói chung đi mở mang ra cái cánh mương thoát ống này là nói chung dân người ta đều hưởng ứng 100%, người ta phấn khởi vì làm được là vừa là thoát ống, vừa là tưới tiêu, vừa là thoát ống cho là 100 hộ của dân số 1 ở thôn Cốc Ly này, rồi là tưới tiêu cả 15 đến 20 hecta ruộng và thoát ống 5 hecta thảo húng ruộng. Cũng trong cái công trình của này là cũng phấn khởi, nhà nước và dân cũng làm, hợp tác xã cũng làm, nó đưa đến lợi ích cho dân làm và dân rất là phấn khởi tự hào. Mô hình sản xuất nông nghiệp ngày càng đa dạng, hiệu quả và phù hợp với điều kiện địa phương. Tư duy nhận thức của người nông dân cũng có bước chuyển biến theo hướng năng động, hiện đại hơn, đời sống văn hóa tinh thần của bà con được chăm lo đầy đủ. Hưởng ứng cái đợt phát động để chào mừng cái đại hội nông dân, thế là phát động rồi trong đó là thêm thôn, rồi đó hội viên trong chi hội cũng nhiệt tình, sáng sớm cũng cố gắng thu xếp việc nhà, rồi là để thu xếp đi làm cho cái buổi phát động được hiệu quả. Hy vọng thì cái đợt đại hội này được thành công tốt đẹp nữa, rồi sau cái đại hội đó thì bà con được cái sự lãnh đạo nhiều hơn, với quan tâm hơn của hội nông dân thì mua mang để được nhiều hơn, tốt hơn, bội thu hơn. Với phẩm chất đáng quý của người nông dân cùng với truyền thống trong lao động sản xuất, tin tưởng rằng nông dân huyện Quảng Ninh sẽ tiếp tục gặt hái những thành tựu đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chương trình thời sự tối nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Ninh đêm 18 ngày 19 tháng 4, khu vực miền núi mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm 55 đến 96%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm 62 đến 92%.
Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm 60 đến 90%. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 4, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm 55 đến 92%.